Xin chào anh em nha. Mình xin phép được nhắc lại để phòng anh em không nhớ rằng nếu như anh em có ý kiến hoặc có những cái câu hỏi gì, nhớ comment xuống dưới video nhé. Và mình sẽ chọn ra những comment, những bình luận hay nhất về những cái câu hỏi hoặc là cái ý kiến riêng của các bạn. Và mình hứa mình sẽ phản hồi lại nó ở phần cuối video. Nếu muốn các bạn có thể like video và đăng ký kênh trước hoặc sau khi xem video đều được. Mà nhớ là comment nhé, không comment đéo ai biết thế nào mà trả lời. سعيد تبدي دق علي أجب سعيد بس خليها اشرح أجب سعيد بس خليها أجب. Ok, tựa game này chúng ta chơi sẽ là Taps. Anh em nhớ thêm chữ S ở đằng sau nhé, không bọn trẻ trâu lại bắt lỗi cho. Một thời gian khá lâu rồi đúng không anh em? Hôm nay mình có tin vui cho các bạn đây. Nhờ một vài bạn tiết lộ rằng game này có các secret unit, tức là các đơn vị quân bí mật, cho nên là đích thân mình đã tìm hiểu các map và mình đã đi mở khóa từng người một. Và hôm nay chúng ta sẽ đi test sức mạnh của các unit đó nha các bạn. Ở đây có rất là nhiều những cái trang, ở đây có rất là nhiều những cái đơn vị. Chúng ta có thể được thấy ở đây là khủng long này, cheerleader này, hình như có bạn bảo là cheerleader này sẽ giúp quân của mình tăng tốc độ lên, và cubit. Thì ví dụ như nhá, một cái map như này này, người ta sẽ giấu các cái quân bài ẩn nấp xung quanh, tức là những cái quân bí mật xung quanh đó. Thì cái việc các bạn cần làm đó là đi tìm xem nó có những cái chi tiết nào. Ví dụ như là lần trước mình tìm thấy ở đây một cái cung tên chẳng hạn. Đó, người ta sẽ giấu mình một cái cung tên vào đây, mình mở ra được một cái quân bài đó là Cupid, thần tình yêu, các bạn hiểu không? Trước mắt mình vẫn chưa biết cái tác dụng của thần tình yêu trong game này giúp mình được cái gì, nhưng bây giờ mình sẽ thử sức mạnh của Taekwondo trước. Ui, cú đá rất đẹp của đơn vị Taekwondo các bạn ạ. Mình cá nhân mình thấy rất là thích các nhân vật của châu Á. Được cho 9.000 vàng. Mình một test một cái đơn vị nào đó nó thật là thú vị. 9.000 vàng cơ mà. Ở đây mình có Artemis. Artemis hình như là thần cung tên hay sao ấy nhở. Ui, nhiều mũi vẽ trưởng các bạn. Và 2.500 còn lại đủ để mình mua Blackbeard. Dâu đen. Theo như những gì mình được biết thì dâu đen là vua của cướp biển và là một nhân vật có thật trong lịch sử nha mọi người. Chắc là trong game này ông ấy sẽ mạnh lắm. Ăn hại vậy. Chỉnh đốn lại cái vấn đề này. 3.000 vàng mình sẽ cho Samurai Giant. Ui, khổng lồ này, không biết ăn được không nhở. Hai nhân vật này cũng liên tiếp là hai nhân vật mình tìm được, hai nhân vật bí mật mình mở khóa được. Hai con này to như này mà nó vẫn chết được, sợ thực sự luôn. Mình sẽ đến với Sensei đi. Từ từ, Sensei tức là thầy của các ninja. Chúng ta nhìn cái mũ này chúng ta có thể liên hệ được với cả Hokage Đệ Tam. Trong Naruto có đội cái mũ này. Hình như là chỉ cấp cao mới được độ thôi anh em. Mình không biết rõ về văn hóa Nhật Bản lắm. Quân ninja này mình sẽ chọn cheerleader. Các cheerleader này sẽ tăng tốc đánh cho một cái đơn vị đang có quá nhiều tốc đánh rồi. Cùng xem nhá. Ôi. Mẹ ném như này tôi nghĩ là đéo thể nào mà có cái cơ hội nào cho cái quân nhà vua được. Nó ném như... một chiến thắng rất là xứng đáng rồi. Vậy là quân Sensei này ném nhiều được nhiều phi tiêu hơn cái quân ninja cũ này. Và chúng ta mở khóa được cái cái đội quân cổ vũ này tăng tốc đánh. Nhưng mà nếu mà mình được mấy anh này cổ vũ chắc là mình kéo chiến đấu được mất. Căng thẳng quá liền. Mình quyết tâm tập này mình sẽ chỉ chơi những cái quân bí mật thôi, cho nên là những cái quân truyền thống mình sẽ hạn chế nha các bạn. Trừ trường hợp bắt buộc phải chơi thì mình sẽ chơi. Ở đây có một cái unit khá là hay, đó là Gatling Gun. Mình mở được ở trong cái map của hội miền Tây thì phải. Súng máy thôi các bạn. Càng ngày bắn càng nhanh luôn nhá. Phải nói là cái đơn vị này rất mạnh thôi mọi người, 2.000 vàng thôi. Xử lý cho mình cả một đội quân Viking. Anh em thì cũng biết rồi, Cupid là thần tình yêu. Và theo mình quan sát ban nãy đến giờ thì cái sức mạnh của thần tình yêu đó là bắn vào kẻ địch, khiến kẻ địch lăn ra, hôn nhau đến chết. What? What the fuck? Một cái sức mạnh phải nói lạ vậy này, tôi chưa giờ tôi có thể trong cái đầu óc tưởng tượng tôi có thể nghĩ ra một cái quân bắn người ta để lôi ra hôn nhau đến chết được.
biến thái vậy này các bạn. Mình phải đi xa xa ở đây tại vì bọn nó hôn nhau hơi lâu. Eo. Tôi không biết là cái cảnh vừa rồi YouTube nó có bị nó có khép tôi vào cái hành vi là đăng tải những cái hình ảnh nó không đúng với chuẩn mực của xã hội lên và phạt tôi hay không. Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy hai thằng này hôn nhau đến chết. Một quân nữa khá là hay ho đó là tanh, tức là xe tanh đấy các bạn. Ngoài ra mình sẽ có thể chọn được rất là nhiều boxer, tức là vận động viên đấm bốc. Xe nào, xe tanh có bắn được Mahmoud không? Ui. Xe tanh nó bị lật rồi anh em ạ. Ôi các bạn nhìn này, có một nhân vật nào đó 10 triệu. Chốc nữa mình sẽ vào mình post thử ra để xem con này có thể làm được gì. Ở đây là Dark Pigeon nữa này. À hay là bây giờ nhá, mình sẽ ra mình custom xem các nhân vật thì ai mạnh hơn ai nhá. Người tuyết, ok, chúng ta sẽ gọi đây là người tuyết khổng lồ nhá. Con này 6.000, con này mỗi con là 3.000. Không biết là ai sẽ khỏe hơn. Ui. Ui. Đấm lực vãi đấy các bạn. Đỡ hộ bố. Ui. Mình không đùa đâu nhưng mà các bạn tưởng tượng các bạn ăn một đấm của thanh niên này xem. Chắc là về với ông bà ông vải luôn. Đấm quá lực, ban nãy mình nghe thấy uỳnh một cái. Sợ vậy chứ. Super Pigeon 10 triệu. Dark Pigeon 10 triệu. Đây là một hai thế lực đắt tiền nhất trong trò này. Ok, chúng ta sẽ xem sức mạnh của người ta là như nào. What? Oh! What the hell? Từ đầu như nào? Các bạn thông cảm cho mình nha, tại vì nếu như mà chơi trò này mà edit á thì sẽ không thể nào mà có được nhiều cái thử nghiệm cho mọi người xem. Cái đó là cái thứ nhất, tại vì edit ra sẽ rất mất là rất là mất thời gian. Sẽ không đa dạng được hết các quân cho mọi người và các bạn sẽ không thể nhìn được tường tận. Nhưng mà mình đang muốn xem là hai này đánh nhau kiểu gì, mình không nhìn thấy cái gì cả. Đây rồi. Blue team vẫn là victory. Như đây là siêu nhân các bạn ạ. Ok, thì bây giờ như này. Nhân vật siêu nhân này thì không nhìn được gì cho nên mình thấy nó cũng không thú vị được cho lắm. Nhưng mà mình sẽ test xem năng lực từng người nó là gì. Ở đây sẽ là một linh, sẽ là một nhân vật có năng lực siêu nhiên này. Ở đây sẽ là format bình thường nhá, nông dân. Đây sẽ là một vụ thảm sát, mình đoán thế. Không biết bên nông dân có thắng được không. Các bạn ơi, đây phải nói là quá nhiều nông dân. Không biết có ăn được một siêu nhân không nhở. Thử xem nào. Các bạn ơi, đéo thể nào ăn nổi đâu. Thanh niên này bá đạo lắm, không thể nào mà chạm được vào người cơ ấy. Cái màn test này nó làm máy mình nó khá là lag, cho nên là mình sẽ test thử hai lần thôi. Và ok, thanh niên kia là bắn ra những cái tia năng lượng đen này. Thế thì ông này thì làm gì? Ông này mình nghĩ là sẽ lao thẳng vào đánh luôn. Cả hai người đều 9 triệu. Wow. Các bạn ơi, giờ phở lát các bạn ạ. Đó, chắc chắn là sẽ đéo thể nào ăn được. Đây là một cái điều hiển nhiên. Tại vì thằng này mình nghĩ rồi, thằng này rõ ràng là siêu Saiyan. Nhìn cái tóc nó là biết. Vai lìn thật, không ăn được đâu các bạn ơi. Ok, thế siêu nhân với cả, mình biết là so sánh như này hơi khập khiễng nhưng mà dù gì nó cũng là thần linh ấy thì cũng phải nâng đỡ thêm một tí chứ. Chẳng lẽ để kiểu thua hết siêu nhân à? Thế thì hóa ra là thần linh bị yếu à? Chờ tí, thần rớt này, chúa tể của các vị thần này, xong rồi Thor này, ra băm thử thằng siêu nhân anh xem nào. Các bạn ơi, mẹ thằng này nó 10 triệu cơ, cho nên mình nghĩ à, bên kia nó phải dàn ra đủ cái con số 10 triệu tiền quân thì mới có khi may ra mới ăn được.
đéo thể nào ăn được đâu các bạn. Chúa tể các vị thần này. Bạn nhìn này, chúa tể của các vị thần đã sử dụng phân thân chi thuật, đéo ăn được. Kèm theo đó là một đống thần thò. Rồi, đéo ăn được rồi. Mọi người đã bao giờ thắc mắc trong đầu rằng Tây Quân Đô hay là boxing khỏe hơn chưa? Ở đây mình có hai đơn vị bằng tiền nhau, boxing và Tây Quân Đô. Chúng ta sẽ cho hai nhân vật này solo nhau và thưởng thức võ thuật nha mọi người. Vân Tây Quân Đô lao và sút ngay vào chim của boxing, tuột cả găng tay rồi các bạn. Thì bây giờ đánh nhau như kiểu hội học sinh thì sao? Mình nghĩ boxing sẽ không ăn được đâu. Đó, như đúng như mình nghĩ. Đá đẹp như này cơ mà. Các bạn nhìn thấy thằng nào mà cầm cây, cả một cái cây mà nó đang lao về phía bạn, một cái đầu cây nó được vắt nhọn như này, thì các bạn tốt nhất là né mẹ ra nhá. Đừng như thanh niên này. Mình sẽ cho cái xe tăng ở đây 6.000 tiền. Và Mình biết là hơi điên, nhưng mà mình sẽ cho sang bên này thật nhiều quân để xem có ăn được cái xe tăng này không nha. Mình nghĩ xe tăng là sẽ ăn được. Thực ra xe tăng không khỏe đến thế các bạn ạ. Bị các boxer đấm vỡ luôn rồi. Khá cùi bắp. Chờ tí chờ nhà, chờ tí. Super boxer đâu rồi? 100.000. Vậy thì mình sẽ cho bên kia là Quyền Anh đấy, võ sĩ Quyền Anh và Tây Quân Đô. Mình nghĩ 100.000 cơ mà các bạn, mà mỗi đơn vị này chỉ đáng giá vài trăm đồng thôi. Các bạn nhìn tưởng đông nhưng mà thực ra là vẫn chưa giá trị thấm vào đâu đâu. Ui, hơi lag. Chết dần rồi. À, bên đông vẫn thắng mọi người ạ. Không thể nào mà hóa siêu say ra mãi thế được. Đông đánh một không chột thì cũng què. Son Goku của chúng ta về giảm bớt đi xem có ai cân được không. Như này thì phải cân được chứ không thì yếu quá. 100.000. Thế chứ. Thôi rồi, thử nghiệm cuối cùng mà mình sẽ off game này. Ok, đây mới là võ thuật chứ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu như các bạn muốn test thêm các unit khác, tức là các đội, các cái quân đội khác đó, có cái tác dụng gì và nó hay ho đến mức nào, thì các bạn có thể tự chơi ở nhà một mình hoặc là xem livestream. Mình sẽ có các buổi livestream để chơi game này cùng các bạn nha. Ở đây có rất là nhiều quân hay này. Cướp ngân hàng này, Well Barrow Dragon này. Đó, thì các bạn có thể tự chơi ở nhà hoặc là qua livestream cùng mình chơi, cùng mình xem với cả các bạn khác. Mình hay stream vào các buổi tối trong tuần. Còn buổi nào thì mình thực ra là mình cũng chưa có lịch cụ thể đó. Thì mong mọi người ấn chuông lên nha. Ấn chuông lên khi mình livestream nó sẽ có thông báo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại ở những video tiếp theo nhá. Đang quay video thì nói thế thôi, chứ mình còn chưa trả lời comment của các bạn thì mình chưa thể nào mà chào tạm biệt các bạn được. Ok nha các bạn, chúng ta sẽ đến với chuyên mục bạn hỏi mình trả lời, bạn chửi mình nghe, đại loại là thế. Bạn Củ Tạ có hỏi mình là anh biết Monster Tuna không? Mong được anh trả lời. Các bạn biết rồi, các channel về game ở Việt Nam thì không có nhiều. Monster Tuna là một người rất nổi tiếng với khoảng đâu đó mình nhớ là 500.000 người đăng ký thì phải. Đó là một con số rất là khủng với một channel mới lập như là Monster Tuna. Tất nhiên rồi, mình phải biết chứ, nhưng mà mình thì không quen Monster Tuna thôi. Hoặc ít nhất thì là mình chưa quen. Anh có BD không? Sao các bạn cứ hỏi những cái câu nghe nó kiểu tế nhị mà hơi xúc phạm kiểu đấy nhở. Thực ra thì mình cũng không BD, nhưng mà nếu bạn muốn câu trả lời chính xác thì bạn hãy hỏi chồng mình ấy. Hợp tác với nhiều người đi anh. Không phải là mình không nghĩ đến điều này đâu, Super Gaming ạ. Với cái quan điểm cá nhân của mình nhá, mình nhận thấy là làm việc tập thể mà hiệu quả thì lúc nào nó cũng sẽ bền hơn và sẽ đi xa hơn rất nhiều so với việc là đi một mình. Các bạn có thể nhìn thấy điều đó ở những cái channel rất là lớn khác như là Anh Độ này và Trực Tiếp Game này. Hai người đó luôn luôn có những cái người để chơi cùng mình, và những người chơi cùng họ cũng có một cái đà phát triển rất là tốt. Bản thân mình thì cũng quen khá là nhiều YouTuber,
Nhưng mà cho đến bây giờ sản phẩm duy nhất mình đã được hợp tác mới chỉ có em Dương 404 thôi. Và theo mình nhớ thì đấy là sản phẩm duy nhất mình từng được hợp tác. Nếu như bạn là viewer và bạn muốn chơi game cùng mình, đừng ngần ngại comment ngay dưới video này nha. Đừng inbox cho mình nha, mình không hay check inbox của người lạ đâu.